Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đèn Năng Lượng Hoàng Long. Và vừa rồi thì em có quay một đoạn video về chế độ sáng của mỗi đèn năng lượng mặt trời dạng liền thể 200W như này đây cho tất cả quý vị và các bạn và anh chị cùng xem. Thì tại vì sao trong video ngày hôm nay em lại giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn và anh chị cái mẫu đèn năng lượng mặt trời dạng liền thể 200W này? Tại vì trong thời gian vừa qua thì em có gặp rất nhiều câu hỏi của các anh chị hỏi em là Long ơi, em có cái mạch điều khiển để thay cho cái mẫu đèn năng mặt trời này không? Anh mua cái mẫu này trên mạng thì giá của nó rất là rẻ, chỉ 200-300 nghìn thôi, nhưng mà dùng được khoảng 1-2 tháng thì nó đã bị hỏng mạch rồi. Đấy, hoặc là anh nhớ anh chị có hỏi em là về cái pin của cái mẫu đèn này thì anh chị dùng được một thời gian nó cũng rất là nhanh bị chai pin. Để đáp ứng được tất cả nhu cầu của tất cả quý vị bạn và anh chị là chúng ta mua được một mẫu đèn năng lượng mặt trời giá của nó vừa rẻ nhưng mà vẫn phải đảm bảo được chất lượng, thì em đã tìm được cái mẫu đèn năng lượng mặt trời dạng liền thể như này. Nó có giá thành khoảng tầm hơn 400 nghìn, nhưng mà chất lượng của nó thì lại rất tuyệt vời. Cái mẫu này thì em được bảo hành bên công ty ấy, là 6 tháng. Ngoài ra thì em thấy được rằng là nhà máy sản xuất họ có nói rằng là cái mẫu này có thể sử dụng được 2-3 năm. Đấy, thời gian sử dụng rất là bền bỉ. Đấy, thì trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cái mẫu đèn năng lượng mặt trời dạng liền thể này tới tất cả quý vị, bạn và anh chị, và mời mọi người cùng bắt đầu video với em. Về công suất thì mẫu đèn năng lượng mặt trời này có công suất là 200W, và cấu tạo thì dòng đèn này là một dòng đèn liền thể. Thì nếu như nhiều anh chị đã từng sử dụng đèn năng lượng mặt trời rồi thì chúng ta biết rằng là dòng liền thể thì cái tấm pin của nó được thiết kế ngay trên thân đèn như này thành một khối, nên là khi chúng ta lắp đặt nó cũng rất là nhỏ gọn và dễ sử dụng. Và cái thứ hai là chất liệu làm nên cái đèn này thì là bằng nhựa ABS thôi, không được bằng vỏ nhôm. Nhưng mà nói thật là nếu mà một mẫu đèn năng lượng mặt trời giá rẻ mà lại có quá nhiều yếu tố chất lượng ở đây thì không thể đảm bảo được rằng là độ bền nó cao, thì nhà sản xuất đã cắt bớt đi một số yếu tố như là vỏ của nó bằng nhựa ABS, còn về nó sẽ được bù lại bằng pin và mạch của nó sẽ được chất lượng cao hơn. Và ngoài ra ở đây LED sử dụng là loại LED 2835, là một loại LED cũng có thể nói là cũng có độ sáng rất là tốt và nó tiết kiệm điện. Đương nhiên là trong những video trước em có giới thiệu thì loại LED 5730 thì tốt hơn, nhưng mà một mẫu đèn giá rẻ thì chúng ta không thể làm yêu cầu quá nhiều chức năng ở đây. Ngoài ra thì kích thước của bộ đèn này có chiều dài là 47 cm, còn chiều ngang của nó ở đây là 19 cm. Đấy, và thời gian chiếu sáng của mẫu đèn này nó sẽ được từ 12 đến 14 tiếng. Và trong đèn này có sử dụng là hai viên pin loại pin 32650 có tổng dung lượng là 12.000 mAh. Đấy. Và cái đèn này thì nó có chức năng, ở đây em giới thiệu cho anh chị là nó có chức năng cảm biến, có nghĩa là khi mà chúng ta có người đi qua thì chiếc đèn này sẽ phát sáng mạnh lên, và nếu như mà không có người đi qua thì nó sẽ giảm công suất chỉ còn khoảng 30% thôi. Thì ngay sau đây em sẽ giới thiệu qua về chiếc điều khiển này cho tất cả anh chị cùng xem. Điều khiển thì nó có chức năng auto này. Auto ở đây khi mà chúng ta bấm cái này thì nó sẽ sáng liên tục. Và cái chức năng radar ở đây có nghĩa là nó sẽ hoạt động ở chức năng cảm biến như vừa em nói. Đấy, ngoài ra thì nó có thêm cái chức năng cộng trừ, ở đây là tăng giảm ánh sáng, và hẹn giờ 2-3-4 là hẹn giờ về thời gian sau bao nhiêu tiếng nó sẽ tắt đi. Thì nó cũng rất là đủ chức năng so với những dòng đèn đắt tiền khác. Và đương nhiên là cái đèn này nó có chất lượng hay không thì nó nằm ở bên trong cái chiếc đèn này. Thì ngay sau đây em sẽ mở cái mặt nhựa ở đây để em cho các anh chị cùng xem bên trong của nó có kết cấu như thế nào. Sau khi em mở được chiếc nắp của chiếc đèn này ra thì anh chị nhìn cho em là đây chính là cái phần bên trong của chiếc đèn. Thì nó sẽ bao gồm là một cái mạch điều khiển ở đây màu xanh, là cái mạch điều khiển radar có chức năng là khi mà người đi qua thì nó sáng mạnh, còn không có người đi qua nó sáng yếu, và buổi tối thì tự động đèn nó sáng lên và ngày nó tắt đi. Đấy, và bên trong là nó thì cái phần quan trọng nhất chính là phần pin này. Thì nó được trang bị là hai viên pin loại 32650 và tổng dung lượng là 12.000 mAh. Thì nhiều bác có hỏi em là hai quả pin này thì nó có thắp sáng được qua đêm hay không? Thì thực ra thì hai quả pin này nó thừa sức là thắp sáng được qua đêm. Tại vì sao? Tại vì cái dòng đèn này nó là dòng đèn cảm biến, nên là khi có người đi qua nó mới sáng mạnh thôi. Còn bình thường nó sẽ sáng yếu yếu để nó vẫn giữ được độ sáng để chúng ta đi lại quanh đó. Và nó rất là tiết kiệm điện, nên là cái pin này để hoàn toàn đủ để chúng ta sử dụng trên 12 tiếng. Ngoài ra thì anh chị hãy để cho em là phần LED ở đây. Thì mỗi một ô LED của nó sử dụng ở đây là 130 LED. Loại LED là loại LED 2835. Thì hai ô này nó sẽ có tổng là 260 LED, nên nó cho ra là độ sáng rất là tốt. Và đương nhiên là cái LED này nó cũng rất là tiết kiệm điện. Đấy.
Và bây giờ là buổi tối thì em sẽ mang chiếc đèn liền thể 200W này để ra cổng test độ sáng cho tất cả quý vị và bạn cùng xem. Với giá sản phẩm này thì nó có giá là 460.000. Thì em nghĩ đây là một sản phẩm đèn năng lượng mặt trời rất là xứng đáng và phù hợp trong tầm giá. Nếu mà so với những sản phẩm khác như trên thị trường nó chỉ khoảng 200-300.000, nhưng mà nó lại không đảm bảo chất lượng, chỉ sử dụng được một vài tháng hoặc là thậm chí là chỉ được một năm thôi thì nó đã hỏng rồi. Thì anh chị hãy mua những sản phẩm như này, nó có chất lượng rất là tốt, nó sử dụng được khoảng 2-3 năm. Và đặc biệt là khi mà chúng ta mua những sản phẩm chính hãng của bên công ty Hoàng Long thì sẽ được bảo hành chính hãng của công ty là một. Cái thứ hai là sau này có vấn đề gì ra thì bên em sẽ hỗ trợ tận tình với tất cả quý vị bạn và anh chị. Và nếu như anh chị nào có câu hỏi hoặc là cần em tư vấn gì thêm thì cứ liên hệ với bên công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0936 888 315 hoặc là số điện thoại 0865 999 515 để bên em có thể hỗ trợ nhiệt tình nhất cho tất cả quý vị bạn và anh chị. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.